Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Trường Vũ sinh năm 1963. Năm 1983, anh rời Việt Nam và sang Mỹ định cư, lập nghiệp. Trường Vũ được coi là một trong những nam ca sĩ tiêu biểu nhất của dòng nhạc vàng tại hải ngoại sau năm 1975. Anh tiết lộ từng học nhạc từ hai nam danh ca nổi tiếng là Duy Khánh và Chế Linh nên giọng hát mang nhiều ảnh hưởng từ cả hai giọng ca huyền thoại này. Được mệnh danh là ông Hoàng nhạc nghèo, Trường Vũ gây ấn tượng với những bài ca đi vào lòng người thông qua giọng hát mộc mạc, chân phương như đám cưới nghèo, nghèo mà có tình, không giờ rồi, áo em chưa mặc một lần, thành phố buồn năm 2010. Trường Vũ lần đầu trở về Việt Nam để tham gia biểu diễn tại một chương trình từ thiện lớn. Từ giữa năm 2016, anh về nước nhiều hơn và nhận lời làm giám khảo một số chương trình truyền hình và biểu diễn tại các thành phố lớn. Trường Vũ lấy vợ rất muộn, anh kết hôn năm 2005 khi đã 42 tuổi. Chia sẻ về gia đình, giọng ca không giờ rồi nói bà xã anh Thư, Thư ca Ly là người đã hy sinh rất nhiều để anh có được ngày hôm nay. Trường Vũ tự nhận là người sống khép kín và ít nhắc đến vợ con trên phương tiện truyền thông. Danh ca hải ngoại bày tỏ bản thân không muốn đưa vợ con vào showbiz để đảm bảo rằng cuộc sống của họ không bị xáo trộn dù chỉ là một chút. Không chỉ sở hữu vườn cây ăn quả sai trái, danh ca Trường Vũ còn khiến người hâm mộ ngưỡng mộ khi khoe loạt khoảnh khắc gia đình ấm cúng tại xứ cờ hoa. Ngoài công việc đi hát, Trường Vũ cũng rất chăm chút vườn cây hay cùng các con nấu ăn. Thỉnh thoảng, nam danh ca còn đưa gia đình nhỏ ra biển câu cá. Khán giả vô cùng thích thú khi chứng kiến anh chủ tài nấu nướng. Là một trong những giọng ca tiêu biểu của dòng nhạc vàng thập niên 90, danh ca Trường Vũ sở hữu loạt hit đình đám, ghi dấu ấn trong lòng khán giả. Công chúng ưu ái dành tặng cho nam ca sĩ danh hiệu ông Hoàng nhạc nghèo khi anh sở hữu loạt ca khúc mang tên nghèo ấn tượng như đám cưới nghèo, thân phận nghèo hay nghèo mà có tình. Hiện tại, anh có cuộc sống viên mãn và thành công. Tuy nhiên, ít ai biết để có được ngày hôm nay, danh ca Trường Vũ cũng đã trải qua không ít những khó khăn thời điểm đầu theo đuổi đam mê ca hát. Năm 1984, Trường Vũ sang Los Angeles, Mỹ định cư sau khi rời quê hương một năm trước đó. Tại đây, nam danh ca bộc lộ đam mê ca hát khi liên tục phát đi phát lại những băng nhạc thu âm cũ từ quê nhà của hai giọng ca Chế Linh và Duy Khánh. Cũng chính hai tên tuổi lớn này đã ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của nam ca sĩ sau này. Một thời gian sau, anh lựa chọn bỏ dở việc học trung học phổ thông để theo đuổi ước mơ. May mắn mỉm cười với Trường Vũ khi anh tình cờ được ca sĩ Trung Tử Lưu chú ý giọng hát và mời về cộng tác với hai trung tâm lớn, khi đó là trung tâm Phượng Hoàng và trung tâm Ca Dao. Thời gian này, Trường Vũ gặp phải rất nhiều khó khăn, đặc biệt là về mặt giao tiếp do anh chưa giỏi tiếng Việt, chỉ có thể sử dụng những từ đơn giản. Nhưng rồi, đam mê đã giúp anh vượt qua trở ngại, Trường Vũ được hai giọng ca. Anh hâm mộ ngày nào nâng đỡ giai đoạn chập chững vào nghề. Ca nhạc sĩ Duy Khánh hướng dẫn anh chàng phân nhạc lý và phát âm trong suốt 5 năm đầu, trong khi việc giữ hơi và luyến lấy anh cũng được ca sĩ Chế Linh tận tình giảng dạy, nhận làm học trò. Trong một livestream gần đây, Trường Vũ đã tâm sự về thời điểm anh vừa sang Mỹ vào năm 20 tuổi. Thời điểm đó, do không có gì trong tay, nam danh ca phải nhờ bạn giới thiệu vào nhà hàng làm việc. Tôi phải làm phụ bếp, rửa chén, lau dọn nhà, làm hết mọi việc và một tháng được vài trăm đô la. Ở Việt Nam hay gọi đùa công việc của tôi là kỹ sư lái dĩa bay. Nam ca sĩ lúc bấy giờ không có xe di chuyển, phải nhờ bạn đưa đi làm mỗi ngày. Một ngày làm việc của anh chàng bắt đầu từ 5 giờ sáng đến tận 10 giờ khuya, khi nhà hàng nghỉ trưa từ 2 rưỡi, 5 giờ chiều. Trường Vũ phải tranh thủ đi làm thêm những công việc như lợp tôn, làm mái nhà, cắt đồ cho nhà may vest. Một thời gian sau, anh chuyển sang làm việc cho một nhà hàng người hoa tại Mỹ. Tuy nhiên, công việc mới cũng mang lại cho anh nhiều tình huống giờ khóc giờ cười vì khách hàng yêu thích món lẩu thối đặc trưng của quán. Trường Vũ bị ám mùi rất nặng mà dù anh có dùng xà bông đắt tiền nhất của Pháp để tắm mà vẫn không thể tẩy sạch. Khi đó, những người xung quanh đều xa lánh anh chàng, không ai dám ở gần. Sau 5 tháng tiết kiệm đủ tiền mua một chiếc ô tô,
anh cũng xin nghỉ việc vì quá vất vả và lựa chọn chuyên tâm cho âm nhạc. Nam danh ca cho biết anh là người sống trung tình, nên những ca khúc đã tạo nên tên tuổi đến bây giờ anh vẫn giữ nguyên bản, không thay đổi bản phối như Đám cưới nghèo, Nghèo mà có tình, Xa người mình yêu, Áo em chưa mặc một lần, Người đến từ Triều Châu, Thành phố buồn, Ngày vui qua mau. Trường Vũ thừa nhận bản thân sống khép kín, ít khi chủ động quảng bá tên tuổi, nhưng may mặt luôn được tổ đãi nên công việc đi hát luôn thuận lợi. Đặc biệt, gia đình là chỗ tựa vững chắc để anh có thể đi diễn nhiều nơi mà không lo lắng. Mỗi khi lên sân khấu, nhiều khán giả thắc mắc về vợ con anh. Ca sĩ tâm sự, vợ tôi đã hy sinh rất nhiều để tôi có được ngày hôm nay. Tôi không muốn đưa vợ con vào giới showbiz. Cuộc sống của họ sẽ bị xáo trộn, không nhiều cũng một ít. Trường cũng hy vọng đêm nhạc sắp tới, anh có dịp tâm sự nhiều hơn với fan trong nước về chặng đường đã qua cũng như những kỷ niệm trên sân khấu. Anh vui mừng vì những năm gần đây được khán giả quê nhà nhớ đến và các bầu show liên tục mời giúp anh có cơ hội thường xuyên về nước biểu diễn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.